Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giảng kinh thuyết pháp cũng nói theo thứ tự. Cho nên Ngài nói Phật tử nếu trước không học tiểu thừa, sau mới học đại thừa thì không phải đệ tử của Phật. Nghĩa là gì? Những người học Phật đời sau phải hiểu tuần tự từng bước, giống như đi học vậy. Nhất định quý vị học tiểu học trước, đến trung học, sau đó mới tới đại học, cuối cùng là học nghiên cứu sở. Không được vượt cấp. Không cần học tiểu học, trung học, đi học nghiên cứu sở, làm gì có chuyện này. 100 năm trở lại đây mọi người phạm sai lầm này, cho nên không có người nào thành tựu. Quý vị nói họ không nỗ lực được sao? Quý vị nói họ không chuyên tâm được sao? Họ rất chuyên tâm, họ rất nỗ lực, nhưng họ đã vượt cấp. Vừa bắt đầu học là học đại thừa. Cho nên học một đời, học rất tốt, nhưng đạt được điều gì? Đạt được kiến thức Phật học. Tri thức không có trí năng, có hiểu không có hành. Thậm chí họ hành không bằng một người tại gia bình thường. Đây là nguyên nhân không thành tựu được. Cho nên mười mấy năm gần đây, chúng tôi phổ biến khuyên mọi người học từ ba điều căn bản. Ba điều căn bản này là đệ tử quy, cảm ứng thiên và thập thiện nghiệp đạo. Ba điều này không thực hiện được thì quý vị học Phật không có nền tảng. Giống như làm nhà, quý vị không làm móng. Quý vị làm nhà tranh thì không sao, nhưng quý vị làm nhà lầu chắc chắn không thể thành tựu. Rất quan trọng. Hơn 100 năm nay, ít nhất là 150 năm đã lơ là việc cấm gốc giáo dục rồi. Vì sao không thể thành tựu? Bao nhiêu người không nghĩ ra nguyên nhân. Nguyên nhân là ở chỗ này. Nếu quý vị thật sự thực hành thời gian 10 năm, 10 năm này dùng 2 năm cắm rễ, còn lại 8 năm chuyên công phu, chuyên tu, nhất môn thâm nhập, trường thời huân tu, chẳng những quý vị được tam muội mà chắc chắn khai mở trí tuệ. Tam muội trí tuệ hiện tiền, tự nhiên quý vị có thần thông, có đạo đức. Niệm Phật cầu sanh tịnh độ, tùy thời quý vị có thể đi. Muốn đi lúc nào thì đi lúc đó. Muốn ở lại thế gian này thì mấy năm nữa cũng không có gì trở ngại. Đây gọi là gì? Là sanh tử tự tại. Thời gian không dài lắm, 10 năm là đủ rồi. Người nghiệp chướng, phiền não đặc biệt nặng, 10 năm không đạt được phải kiên trì, 20 năm nhất định đạt được.
Nếu quý vị nói thọ mạng của tôi không dài như vậy, đừng lo. Nếu quý vị làm chứng minh cho người thế gian thấy, làm gương tốt cho người học Phật, thì thọ mạng của quý vị tự nhiên kéo dài ra. Bây giờ quý vị 80 tuổi không sao cả. Nếu chịu làm, tôi tin là oai thần của Phật A-di-đà gia trì. Quý vị nói tôi còn muốn học 20 năm nhất môn thâm nhập, thọ mạng của quý vị chắc chắn vượt qua 100 tuổi. Phật A-di-đà gia trì quý vị, để quý vị làm tấm gương tốt cho mọi người xem, để mọi người tin tưởng. Công đức này không thể nghĩ bàn. Cho nên quý vị phải làm. Chỉ nói không mà không làm thì không được, đó là giả. Quý vị lừa dối được mình, nhưng không dối được Phật Bồ Tát. Làm thì đạt được giá trị.
Đa Phật. Nam mô A Di Đà 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 Phật. Nam